Hải xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải. Thì tối ngày hôm nay Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm Sài Gòn cùng với Hải nha. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại con đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo dọc con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng như là những con đường quen thuộc của Sài Gòn thân thương nha. Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì đây khu vực này thì mọi người thấy là cũng có một số cửa hàng đang sang biển đây. Đây mọi người giống như cửa hàng tại địa chỉ là 179C cách mạng tháng 8. Đây khu vực này đang sang nhượng là cửa hàng biển rất to luôn, cái này là chính hiệu đó mọi người. Đây là một cái shop thời trang khá nổi tiếng nằm tại khu vực này. Dọc này thì rất là nhiều luôn mọi người, không phải là chỉ có một cửa hàng này đâu. Dọc này thì có một số những cái cửa hàng thời trang họ cũng đang sang nhượng trở lại này. Dọc này bây giờ đi sẽ cập nhật cho mọi người. Đây còn đây thì có cái tấm biển treo này bán đất này. Đây 350 triệu trên 500 m2 này, có sổ hồng riêng, dân cư hiện hữu luôn. Đây khu vực này xem giá này thì đất ai thì nó đi kinh tế cái gì nhỉ, bất động sản đi xuống có vẻ là hơi rẻ nhỉ. Đây dán rất là nhiều luôn, tại những cái cây cột điện này rồi những cái trụ điện rồi đấy, cạnh bên đấy là những cái căn nhà. Đây thì phía trước của mình cách chỗ này khoảng 20 m thì là đường Võ Văn Tần giao nhau với con đường cách mạng tháng 8. Đây, đường Võ Văn Tần này thì kéo dài lên đến đường Cao Thắng luôn, và đường Cao Thắng là điểm kết thúc và điểm bắt đầu là tại Hồ Vân Rùa nha. Cái này bên dưới này cũng có một cái shop thời trang đóng cửa nữa mọi người này. Đấy, dạo này thì cái tình hình treo cái biển cho thuê nhà với đóng cửa shop thời trang này nhiều lắm. Đây, con cằn này nhé. Đấy, bán nhà cho thuê dán luôn này, rồi sơn xịt, trang chịt luôn. Ở đây này, thấy có một cái chỗ này thì nó có vẻ là sống lại rồi, sau một thời gian nhìn nó khá là nhếch nhác đó. Và nhìn nó kiểu như giống như phá sản đến nơi rồi, thì đến bây giờ thì một vài tháng gần đây thì nó đã sôi động trở lại. Đây ngay chỗ này này đấy. Đấy, danh ca huyền thoại những tình khúc bất thường. Cái chỗ này thì Hải thấy nó mới vừa sống lại, nhìn khá là đẹp. Đây là tiệm bánh chú này, tối nào bán ở khu vực này. Đây, bên kia là khách du lịch nước ngoài, họ đang đi dạo ngắm phố Sài Gòn. Ở bên này là người vô gia cư đang đi trên quá trình đi lang thang, rồi bà đâu ăn đấy xin đấy thôi. Nếu người ta cho thì đang cái đấy mọi người, cũng rất là cực. Sài Gòn thì đúng là nó tấp nập rồi, nhưng mà đôi khi thì cũng có những cái số phận nó khá là cơ cực. Những người thì vui chơi, người thì mưu sinh kiếm sống từng ngày. Đấy, giờ này những ngày cuối tuần là hát hò nhiều lắm. Đây mình tới với nút giao thông như này mọi người. Đây là ngã tư giữa đường Nguyễn Minh Khai giao nhau với đường cách mạng 8. Đi thẳng mình sẽ về tới ngã 6 Phù Đổng. Rẽ tay trái mình giờ nút giao Hàng Xanh và bên phải là về ngã 6 Lý Thái Tổ. Đấy, tối hát hò ăn nhậu rồi, thích không?
tôi chẳng biết là ngày hôm nay được có bao nhiêu thu nhập được bao nhiêu, nhưng mà tối về là cứ có một ít lai dài rồi nhậu nhẹt cùng bạn bè rất là vui. Đây mọi người phía bên kia kìa, ở cái tòa nhà đấy mà dán biển cho thuê lâu nay lắm, phải đến 6 tháng nay rồi nó vẫn cho thuê, vẫn chưa đấy đưa vào quá trình hoạt động. Cái chỗ này Daikin giống như kiểu như là bên là máy lạnh điện tử vậy. Thì bây giờ mình cùng chờ đèn để qua đường nhá, quay cho mọi người xem có chỗ này một xíu. Đây bên này chỗ phong vũ thì cũng mới vừa thay đổi phong này, nhìn cũng khá là đẹp. Đây còn cái bên này thì mọi người có thể nhìn thấy đây, dán biển trang trí cho thuê nhà luôn. Chẳng biết là bây giờ mình muốn thuê không biết là gọi cái số nào mà gọi luôn á. Kiểu bên bất động sản nó dán trang trí lên. Đây số nhà là 125 Cách Mạng Tháng 8, nhà cực kỳ lớn đấy. Đấy, được cái là cái hè đây rất là rộng và thoáng đãng, đi lại cũng thuận tiện hơn, nhưng mà có cái là khu vực này nó hơi gồ ghề. Cái chỗ này kiểu giải phóng mặt bằng là chuẩn bị thi công tuyến metro. Đây này, chỗ này cần tiền này, mặt bằng. Đây không hiểu trung tâm Sài Gòn mà bây giờ còn những cái chỗ vẽ bậy lên làm trang trí. Ở phía bên này thì có bán cút chiên nha mọi người, cút chiên đây ăn rất là ngon luôn. Đây, ngay đường ở cái gì nhỉ, Xương và Đánh, đầu đường luôn nha mọi người. Đây, cút chiên bơ Cô Nhi, cái này có bán online luôn, mình có thể gọi order cô mang tới cho mình. Ở dưới đây cũng có một cô nữa đấy. Bây giờ mình cùng đi vào tới ngã 6 Phù Đổng luôn nhé. Đấy, ở bên đường cũng có một cô bán luôn. Ở bên này, đây là bán há cạo bò bía. Bò bía là 6.000 một cuộn. 91 Cách Mạng 8. Bên dòng này thì có vẻ là có một số cửa hàng mở đây, và một số cửa hàng giờ này đóng cửa đấy. Đúng, cửa hàng ảnh này giờ này cũng đóng cửa đấy. Cuối tuần thì thường thường này giờ này họ cũng đi ăn chơi rồi đi dạo phố ngắm cảnh về đêm. Thì Hải cũng đang đi ngắm đây, còn Hải muốn ghi lại những cái cảnh mới nhất về Sài Gòn, muốn gửi cho quý cô chú anh chị mình qua màn hình nhỏ, những người mà chưa tới Sài Gòn cũng như là lâu năm rồi mình chưa về để cập nhật vào những hình ảnh mới về Sài Gòn nhé. Đấy, con đường Cách Mạng 8 này Hải thấy là con đường mà lượng xe lưu thông rất là đông và nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Chắc chỉ có lúc không nhộn nhịp nhất là chỉ có 11, 12 giờ đêm, lúc đấy thì mới có ít thôi. Đây này, quán bia đây khá là nhìn khá là đẹp luôn mọi người. Đây, quán bia thì có vẻ cũng hơi vắng khách, chung là đẹp ấy, nhưng mà hơi vắng khách một xíu.
bên dưới này có con massage luôn mà. Đây, thấy không? Massage đấy. Không biết là massage này hớt tóc với gội đầu. Body. Du lịch đi lại cũng khá là nhộn nhịp đấy, là đông vui này. À, nhất là du khách nước ngoài, Việt Nam này nãy giờ thấy đi bộ ít lắm, Việt Nam mình toàn đi xe. Nhưng du khách nước ngoài họ đi, họ lại rất thích trải nghiệm đi bộ để khám phá từng cung đường của mình. Ở Việt Nam hay thấy là đi ít nhất là cửa đi nhất thì họ cũng đi xe đạp. Không đâu thì xe Honda. À, nếu mà sang trọng hơn một xíu nữa thì đi xe ô tô. Rồi thấy là ngay khách sạn này khá là đẹp này, tiện khu ăn chơi. Đây thì khách sạn nằm ngay khu này luôn. Đây có cái tiệm bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ rất là ngon đâu ta. Thì mình đi qua mất rồi sao khá đông khách luôn. Còn phía bên hông bên này là có bánh mì thịt hoa mà. Đây mình tới với ngã 6 Phú Đống á, cái ngã 6 mà xe lưu thông ngày ở đây rất là đông và nhộn nhịp luôn. Đây, lượng xe qua lại rất là đông. Đấy là trước cập nhật là một ngày lượng xe lưu thông trên cái ngã 6 Phú Đống này là lên tới 1 triệu người, còn 1 triệu lượt lượt xe đi lại luôn á. Góc này rất là đẹp, cái góc đường bên trái. Đấy, cái khu vực này bây giờ là không có bán nước đặc này luôn ạ. Đó là sạch sẽ và thuận tiện cho mình đi lại luôn này.
Hôm trước Hải thấy nó bày bán tràn lan tại khu vực này, nó hết cái chỗ mà cho du khách thì đi lại luôn đó. Ngày hôm nay là nhìn khá là gọn gàng. Thực sự là như vậy luôn, sạch sẽ luôn. Đây, cái tờ đấy là đến hai du khách này, nó cái Hàn đấy đang không biết là đang đi mua cái gì. Là giờ này có vẻ Phố Tây Bùi Viện không? Nhưng mà thôi chắc hôm nay Hải không ghé Phố Tây được. Ghé Phố Tây nó ồn ào và nó lộn xộn quá. Thì đi dạo những cái cung đường của Sài Gòn thôi. Đây mình tới với con đường Phạm Ngũ Lão ra nhau với đường Nguyễn Thế Học nhá. Ngày lúc này thì mình cùng đi ra đường Trần Hưng Đạo, sau đấy mình quay về Trần Bến Thành nhá. Ôi trời, khu vực này hoa nở đẹp mọi người. Thấy cái này ngày nó sẽ đẹp hơn đấy. Tối này thì ánh đèn vàng nó chiếu nó không được đẹp cho lắm. Đây mọi người này, hôm nay quán nhậu của nó cũng có mấy khách luôn. Quán nhậu này thường rất là đông nhưng mà đến ngày hôm nay có vài người, có đâu nhìn mới thấy có hai bàn này. Này vắng khách quá, lượng người lưu thông tưởng rất là đông. Này cái nốt nào này.
Đây có thể nhìn thấy. Như thế này thấy là chắc phải 90% toàn là xe Honda rồi. Cái vé hè này thì nó hơi xấu mọi người, thì nó hơi gồ ghề này, đã có đi lại nhiều nên khá là gồ ghề. Còn bên này thì có cái biển nhà này cho thuê nữa này. Qua luôn phố Tây luôn, không biết là giờ này chắc chẳng có nhộn nhịp, chẳng có mấy người đâu. Đây, giờ này hôm nay thứ bảy mà cũng chẳng có mấy người mọi người, khá là vắng luôn. Chắc là mình tới trước cửa đó, sau đấy mình rạt qua đường Đại Thám, mình ra đường Trần Hưng Đạo. Cảnh buôn bán khá là buồn. Đôi khi bây giờ ra đến phố đi bộ còn khỏe, có khi là còn vui hơn nữa, nhộn nhịp hơn nữa. Cái bàn này quán nhậu này khách đông đông lắm, dọc này luôn này, quán nhậu quán khách đều đều. Quán lớn này mà không có khách luôn. Hôm nay thì Lào đá với Singapore. Hôm nay thì công an cũng đây này, hôm nay là không cho xe máy đi vào bên trong phố Tây Bùi Viện rồi, chỉ cho người đi bộ thôi. Ngoài kia mà thấy không? Các em gái quán massage đấy. Đây đang nhậu nhậu quá. Bây giờ mình cùng ra đường Trần Hưng Đạo nhé. Thì đây, mình qua bên này để Trần Hưng Đạo. Bên này là trường mầm non Thối Hồng này. Và đây là cái chung cư. Đây là cái ký túc xá trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Hôm nay thời tiết về đêm ở Sài Gòn khá là oi luôn mọi người. Đi bộ có xíu mà tối nay có mồ hôi luôn. Rất là khó chịu. Xe đi lại lối em này rất là đông.
ra là mật độ xe đi lại rất là đông. Thấy không, cái nốt giao giữa đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Thế Học nhiều xe dã man luôn. Đây cũng là cái trục đường khá lớn đấy, nên mọi người thấy là lượng xe lưu thông nhiều.